Keanu Reeves, hành trình của người tử tế duy nhất còn tồn tại ở Hollywood. Khán giả vẫn luôn nhắc đến diễn viên Keanu Reeves với tên gọi thân thương, người tử tế, bởi cách sống vĩ đại, giàu lòng nhân ái và dạt dào tình cảm. Nếu đặt chân đến Hollywood, đừng ngạc nhiên nếu trông thấy John Wick đang ngồi trên tàu điện ngầm hay nằm dài trên ghế đá và gặm sandwich. Bởi anh là thế, Keanu trân trọng từng phút giây trong cuộc sống và thường chia sẻ niềm hạnh phúc đến những người xung quanh. Nổi tiếng qua những bộ phim hành động như Constantine, Ma Trận hay mới nhất là Sorry John Wick khiến giới mê phim điện ảnh tán dương với những pha hành động cũng như lối diễn xuất nhập tâm của diễn viên Keanu Reeves. Không chỉ có thế, anh còn được giới phê bình đánh giá là hiện tượng hiếm có trong dòng phim điện ảnh hành động đương đại của ngành công nghiệp giải trí tỷ đô này. Hãy tạm quên đi hình ảnh một sát thủ yêu chó tung hoành giang hồ để bảo vệ những người mình thương yêu và tự giải thoát bản thân mà hãy tập trung nhiều hơn vào Keanu Reeves. Một điểm khá tương đồng với nhân vật John Wick là nam diễn viên Keanu Reeves là người trọng tình, trọng nghĩa, giàu tình thương với gia đình và lòng trắc ẩn với những người xung quanh. Trớ trêu thay, cuộc đời anh lại là một chuỗi bi kịch bằng chính tâm hồn cao thượng và sức sống tiềm tàng mà anh đã không muốn chạy trốn khỏi cuộc đời vì tôi biết cái đẹp của nó. Viên ngọc quý của ngành công nghiệp giải trí bậc nhất thế giới. Khi còn là một học sinh, Keanu Reeves là ngôi sao sáng của trường với môn thể thao hockey xuất sắc và anh cũng từng có ý định trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng một chấn thương nặng bất ngờ ập tới đã vĩnh viễn tước đi ước mơ của anh. Như một định mệnh đã sắp đặt, một cánh cửa khác mở ra, anh từ bỏ việc học cấp 3 để trở thành diễn viên. Với chiều cao lý tưởng và khuôn mặt điển trai, không khó khăn khi Keanu nhanh chóng trở thành ngôi sao. Vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 21 tuổi và nỗ lực không ngừng chỉ sau 4 năm, nhiều người đã biết đến cái tên Keanu Reeves qua cậu học trò Ted trong bộ phim hài Bill and Ted Excellus Adventures năm 1989. Nhờ vào bộ phim này mà Keanu nhanh chóng trở thành một thần tượng tuổi teen. Thế nhưng, anh lại bị đóng đinh bởi vai diễn Ted trong lòng khán giả yêu mến. Khao khát được bứt phá trong sự nghiệp diễn của anh đã thành sự thật khi chạm ngõ với vai đặc vụ ngầm Johnny trong bộ phim hành động bom tấn Point Break. Cũng từ bộ phim này, Keanu đã từng sở hữu danh hiệu nam diễn viên được khao khát nhất từ MTV. 3 năm sau, khi thủ vai viên cảnh sát quả cảm Jack Straven trong siêu phẩm phim hành động bom tấn thập niên 1990 Speed và Keanu tạo nên cơn sốt tốc độ, chính thức trở thành ngôi sao hạng A. Từ tốc độ cho tới Ma Trận là những bước tiến đầy ngoạn mục của Keanu Reeves. Ma Trận có thể được coi là một trong những tác phẩm khoa học viễn tưởng đột phá nhất cả về ý tưởng, nội dung lẫn kỹ xảo điện ảnh trong thế kỷ 20. Tập phim đầu tiên đánh dấu đỉnh cao trong sự nghiệp của Keanu Reeves, dẫn tới hai phần tiếp theo trong vòng 5 năm sau đó. Anh vẫn tiếp tục đóng góp vào làng điện ảnh qua các bộ phim Constantine, A Scanner Darkly, A Lake House. Nhưng các vai diễn mờ nhạt này, ngoại trừ Constantine, chưa thấy hầm nóng tên tuổi của mình. Phải sau gần một thập niên, Keanu Reeves bất ngờ lấy lại phong độ với bộ phim hành động mới John Wick. Diễn xuất của Keanu Reeves trong vai chính John Wick được đánh giá rất cao, vừa thể hiện được nét tương phản giữa sự đa sầu đa cảm, cô độc bên trong tâm hồn, vừa có thể giết người không gớm tay với kẻ thù. Số phận ban phát cho anh sự cô độc. Diễn viên Keanu Reeves sinh trưởng ở một gia đình có mẹ là một nhà thiết kế trang phục ở Essex, Anh và cha là một nhà địa chất học người Mỹ. Hạnh phúc gia đình đối với anh thật mong manh khi người cha ấy đã rời bỏ mái ấm gia đình, bỏ lại cậu con trai 3 tuổi còn chưa biết sự đời. Những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, bài học cuộc sống hay chỉ đơn giản là những phút giây trò chuyện giữa cha và con cũng không thể có được. Keanu và cha giữ liên lạc với nhau cho đến khi anh được 6 tuổi. Lần cuối họ gặp mặt nhau là lúc Keanu đã 13 tuổi. Trong thời gian đó, cha anh bị bắt vì tội buôn bán trái phép heroin tại sân bay quốc tế. Cuộc sống của cậu thanh niên Keanu trải qua nhiều xáo trộn. Sau khi cha mẹ ruột ly hôn, mẹ của anh đã có thêm 3 cuộc tái hôn khác. Điều này khiến cho anh và gia đình phải di chuyển nhiều nơi. Anh cũng phải học nhiều trường và anh cũng chẳng có nổi một tình bạn đúng nghĩa. Nam diễn viên Keanu Reeves từng tiết lộ rằng một trong những người thân thiết với anh nhất đó là cô em gái. Tên là Kim Reeves. Bác sĩ chẩn đoán cô bị mắc bệnh ung thư bạch cầu. Chứng kiến cảnh người thân phải chịu bệnh tật dây vò trong đau đớn, con tim của người anh ấy không khỏi vụn vỡ. Tình thương dành cho em gái và lòng thấu cảm dành cho những người cùng mắc bệnh tương tự quá lớn. Diễn viên Keanu Reeves đã đóng góp một khoản tiền thu nhập của anh vào công trình nghiên cứu bệnh ung thư bạch cầu, 70% số tiền thu được từ bom tấn Matrix một thời. Vào đầu năm 2000, bạn gái của anh là Jennifer Maria Sumir đã hạ sinh một bé gái. Nhưng thật đau đớn, cô bé đã qua đời khi vừa mới lọt lòng vì sinh non ở tháng thứ 8. Cả diễn viên Keanu và Jennifer đều phải đấu tranh rất nhiều để vượt qua mất mát lớn đó, nhưng vẫn không thể níu kéo được mối quan hệ của họ. Vài tuần sau đó, họ quyết định đường ai nấy đi. Tấn bi kịch cũ vẫn chưa thấy nguôi ngoai, thì bi kịch khác lại ập đến. Jennifer không may bị tai nạn giao thông khi một mình lái xe ở Los Angeles. Từ đó, Keanu vẫn không thể bắt đầu mối quan hệ tình cảm với bất kỳ ai khác được nữa.
Cô đơn giữa dòng đời, luôn khao khát tình thương gia đình, tình anh em, bạn bè để chia sẻ những lúc khó khăn trong cuộc sống. Nam diễn viên Keanu Reeves may mắn gặp được River Phoenix, đồng nghiệp của anh tại Hollywood. Họ nhanh chóng kết thân và trở thành cặp bài trùng vô cùng kháng khít của Hollywood. Đỉnh điểm là khi họ đóng chung bộ phim My Private Idaho năm 1993. Tuy nhiên, số mệnh lại một lần nữa trêu ngươi chàng trai hiền lành Keanu khi cướp mất bạn thân của anh. Sau khi River Phoenix qua đời vì sốc thuốc ở vỉa hè câu lạc bộ đêm Vibram, giọt nước mắt tiếc thương cho người bạn tri kỷ cùng trực trào. Cho đến tận bây giờ, anh không thể nào quên được người vợ quá cố. Trong phỏng vấn trên chương trình The Late Show with Stephen Colbert, khi MC hỏi chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta chết, Keanu Reeves, anh từng nói khiến khán giả ám ảnh mãi, tôi biết rằng những người yêu thương chúng ta sẽ nhớ mãi chúng ta. Ngôi sao tử tế nhất Hollywood. Khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao vinh quang, tiếng lành đồn khắp các ngõ ngách của Hollywood nói riêng và thế giới nói chung, diễn viên Keanu Reeves kiếm được hàng triệu đô la cho vai diễn của mình. Khi bộ phim Matrix hoàn tất và đạt được thành công vượt ngoài mong đợi, 114 triệu đô la là số tiền anh thu về cho vai diễn Neo kinh điển ấy. Là một ngôi sao hạng A của Hollywood, nhưng anh lại chọn một cuộc sống giản dị, bình yên. Những người từng tiếp xúc với Reeves, không ai là không cảm mến anh, một tài khoản mạng Reddit chia sẻ. Một người bạn tôi làm việc dựng bối cảnh, không phải thiết kế, chỉ là một gã nghèo khó sắp xếp các thứ. Anh ấy làm việc trên trường quay phim ma trận và Keanu đã vô tình nghe thấy rằng gia đình anh ấy đang gặp khó khăn nên đã tự trả thêm 20.000 đô la tiền thưởng Giáng sinh để giúp đỡ. Anh ấy là người duy nhất trên trường quay muốn biết tên mọi người. Người sẽ nói xin chào và thật sự có ý đó và trò chuyện với tất cả những người ngang hàng chứ không phải thấp kém hơn anh ấy chỉ vì họ làm việc dựng bối cảnh. Tôi chưa từng nghe ai nói rằng Keanu là một gã tồi, anh ấy dường như là người tử tế nhất ở Hollywood. Với anh, thứ quan trọng nhất để tồn tại trên đời không phải là tiền bạc viễn vông, mà là tình cảm được vun đắp từ những điều nhỏ nhặt. Chẳng hạn, để bày tỏ sự trân trọng trước những cố gắng để hoàn thành tốt công việc, diễn viên Keanu Reeves đã trích đến 80 triệu đô la cho đội ngũ nhân viên của đoàn phim. Không những thế, anh còn thưởng cho mỗi diễn viên đóng thế những phân cảnh mạo hiểm một chiếc mô tô Harley Davidson. Đơn giản là chỉ vì họ xứng đáng với thành quả đó, và quan trọng hơn hết, Keanu là một gã trai giàu tình nghĩa. Là một trong những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của Hollywood và thu nhập khủng, nhưng diễn viên Keanu Reeves lại chọn một cuộc sống an nhàn, không nhà cao cửa rộng, không xế sang, hàng hiệu. Anh thích ở những căn hộ thuê hoặc ở khách sạn hơn là nhà ở cố định, một phần do lịch trình quay của anh ở nhiều nơi khác nhau, thậm chí là nhiều nước trên thế giới. Anh đóng góp hàng triệu đô cho các quỹ từ thiện, bao gồm BETA, quỹ SickKids và Stand Up to Cancer, quỹ chống lại bệnh ung thư, lập nên một quỹ riêng có tên Cancer Foundation nhằm giúp đỡ một số bệnh nhi cũng như các dự án nghiên cứu ngăn ngừa bệnh ung thư. Keanu không bao giờ để tên mình lên số tiền từ thiện, chẳng ai có thể biết được anh đã góp một số tiền khổng lồ như thế nào bởi anh chỉ âm thầm cho đi mà không đòi hỏi phải được nhận lại. Điều này như một phần sứ mệnh trong cuộc sống ý nghĩa của mình. Một Keanu Reeves giản dị từ cách ăn mặc đến tấm lòng. Khi ra đường, bắt gặp người vô gia cư, anh sẵn sàng chia sẻ đồ ăn của mình cùng họ. Là một Keanu cô đơn ngồi lặng lẽ bên đường, tự đốt nến và tự chúc mừng sinh nhật mình. Để rồi tình cờ, một người vô gia cư trên đường chỉ đơn giản là chào anh, mà anh đã chia sẻ cùng ăn bánh kem. Để tìm lại niềm tin trong cuộc sống, Keanu ngoài việc vui đầu trong những bộ phim điện ảnh, anh còn tìm đến công viên để trò chuyện với những người vô gia cư, như là một nguồn giải thoát nỗi cô đơn của mình. Bởi Keanu nghĩ, chính bản thân mình cũng là một người vô gia cư khi những người thân yêu lần lượt rời xa cuộc đời mình. Làm thế nào để có thể yêu thương một thế giới tàn nhẫn vùi dập anh đến cùng cực? Thế nhưng, Keanu Reeves đã gạt bỏ mọi nỗi đau xâm lấn cuộc đời để biến thành con người với tâm hồn cao thượng, từng bước mang hy vọng mới cho những người nghèo khổ trên thế giới.